Máy Bình Minh xin chào bà con. Ngày hôm nay công ty chúng tôi có tiếp đón một vị khách hàng đến và yêu cầu thử máy băm xơ dừa B300. Vậy nên video ngày hôm nay sẽ là quá trình vận hành của máy băm xơ dừa B300. Bà con hãy cùng vị khách hàng của chúng tôi xem dòng máy này có cơ chế hoạt động như thế nào, có thể băm được những loại nguyên liệu gì và cho năng suất ra sao nhé. Ngay trước mắt bà con đây là máy băm xơ dừa B300 do Bình Minh trực tiếp sản xuất và đang được phân phối trên toàn quốc. Máy có thiết kế hiện đại nhỏ gọn không chiếm nhiều diện tích. Với phần khung máy được làm bằng chất liệu thép cao cấp, dày dặn. Chúng được hàn gắn chắc chắn hạn chế rung lắc và tiếng ồn trong quá trình băm. Phía dưới chân máy lắp đặt 4 bánh xe thuận tiện di chuyển máy đến vị trí cần làm việc. Toa nạp nguyên liệu có dạng phễu nạp nằm ngang ở bên hông, nối thẳng trực tiếp với buồng băm và có thể tháo rời, thuận tiện cho việc di chuyển và bảo quản cất gọn máy. Phần toa nạp to rộng giúp dễ dàng cung cấp nguyên liệu nối với buồng băm, giúp tối ưu quá trình làm việc, giảm tình trạng nguyên liệu bị ứ đọng trong buồng băm. Mỗi giờ làm việc máy có thể băm được từ 200 đến 300 cân vỏ dừa các loại, từ vỏ dừa khô, vỏ dừa tươi cho đến vỏ dừa bị mùn thành dạng mùn dừa chất lượng. Đây là nguyên liệu chính dùng để ủ làm phân bón cây, đệm lót chuồng. Máy băm xơ dừa B300 được kéo tải bởi động cơ 3,5 kW 100% lõi đồng, dùng điện một pha 220V. Phù hợp với các hộ gia đình cơ sở sản xuất có nhu cầu tái chế, muốn thay đổi phương pháp nông nghiệp của mình. Việc sử dụng máy băm xơ dừa giúp bà con tái chế phụ phẩm thành những sản phẩm có giá trị kinh tế, đem lại thêm một nguồn thu nhập đáng kể cho bà con. Hệ thống buồng làm việc của máy được trang bị 3 dao băm chính có nhiệm vụ băm phá nguyên liệu, 2 dao kê gắn cố định hai bên thành máy và 4 lưỡi dao băm phụ được gắn trên một trục quay với tốc độ nhanh và mạnh. Khi máy hoạt động đảm bảo quá trình băm nghiền nhỏ nguyên liệu dễ dàng. Sang phía dưới giúp cho nguyên liệu sau khi băm có kích thước nhỏ đồng đều, thành phẩm sau khi đã được băm nhỏ đi qua các lỗ sàng, rơi xuống cửa xả và thoát ra ngoài. Máy băm xơ dừa B300 được trang bị thiết bị automat bảo vệ mạch điện, ngăn các trường hợp quá tải, sụt áp và chống giật, chống giò, đảm bảo an toàn cho người dùng. Thao tác vận hành máy cũng vô cùng đơn giản, người dùng chỉ cần cắm điện gạt automat để khởi động rồi bắt đầu cho nguyên liệu vào, máy sẽ tự động nghiền và cho ra thành phẩm mùn dừa chất lượng. Bà con lưu ý nên cho vừa đủ nguyên liệu và băm, tránh tiếp nạp quá nhiều có thể làm nghẹn máy. Trong thời gian sử dụng bà con cần phải thường xuyên kiểm tra lưỡi dao, xem có bị cùn mẻ hay bị những phụ phẩm bám vào không. Bà con nên vệ sinh buồng làm việc sạch sẽ sau khi sử dụng, và nếu bà con cần thay dao thì có thể liên hệ lại với công ty để đặt mua thêm dao với bất cứ lúc nào. Và vừa rồi chúng tôi đã thực hiện xong phần thử máy và vị khách hàng rất hài lòng đã đặt mua máy và trở về ngay sau đó. Vậy là video hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các quý bà con những clip tiếp theo. Khi mua máy tại công ty chúng tôi, bà con sẽ nhận được những điều sau. Tất cả sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ kỹ sư công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Tất cả sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn bà con đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.